bốn trò chơi dành cho trẻ sơ sinh giúp phát triển vận động cho bé tăng tương tác bố con các mẹ thường than thở rằng bố chẳng chịu dành thời gian gần gũi con chăm sóc con trong giai đoạn sơ sinh nhiều ông bố thành thật thừa nhận là chẳng biết làm gì với con mình cảm giác lần đầu làm cha thật bỡ ngỡ thậm chí không thể thích nghi với sự tồn tại của em bé trong thời gian đầu nằm trong phòng nghe tiếng con nít khóc xa xa còn bật dậy mở cửa hỏi vợ con ai khóc đấy thật ra không phải là bố vô tâm đâu cũng có nhiều cha mẹ hoàn toàn không biết trêu chọc bé nhìn đứa nhỏ cũng không dám động đậy hay chạm vào chúng, chỉ có đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào chúng cả ngày, trừ thời gian thay tã cho bố, dỗ ngủ. Trên thực tế, có bốn trò chơi phù hợp với trẻ sơ sinh mà các bố có thể tương tác với con trò chơi một. Tập thể dục vì trẻ sơ sinh cần phát triển và hoàn thiện hơn nữa các cơ xương chưa thể vận động linh hoạt nên bố có thể thực hiện các bài tập thụ động cho bé. Bước 1. Bài tập gập chi trên dùng tay trái và tay phải giữ hai cẳng tay trái và phải của bé, giúp bé thực hiện động tác gập khớp khuỷu tay, lặp lại nhiều lần. Bước 2: Bài tập nở ngực dùng tay trái và phải ôm hai tay trái và phải của trẻ, sau đó bắt chéo về ngực của trẻ vào kéo ra, lặp lại vài lần. Bước 3: Tập thể dục chi dưới dùng tay trái và tay phải giữ hai của trẻ rồi co chân trẻ lại, tức là đưa mặt trước của đùi trẻ về phía bụng của trẻ rồi kéo ra, lặp lại nhiều lần. Bước 4: đạp xe đạp giống như bước ba nhưng động tác này sẽ gặp lần lượt chứ không phải cùng lúc giống như chúng ta đạp xe đạp. Trò chơi 2, nhìn và nghe thị lực của trẻ sơ sinh cực kỳ kém. Em bé chỉ có thể cảm nhận được ánh sáng nhưng không thể nhìn rõ mọi vật. Bố cần ở trong khoảng 20 đến 30 cm so với đường nhìn của trẻ để trẻ nhìn rõ. Cách một cầm một món đồ chơi màu đỏ chẳng hạn như quả bóng, v, v, đặt nó trong tầm nhìn của bé để xem bé có nhìn chằm chằm hay không, và khi bé bắt đầu nhìn chằm chằm, hãy di chuyển đồ chơi từ từ để xem bé có nhìn theo không. Mỗi lần 2, 3 phút, cách 2, chuẩn bị một đồ chơi có âm thanh, chẳng hạn như lục lạc. Không nên để bé nhìn thấy đồ chơi mà để bé nghe âm thanh, xem bé có thể dùng mắt để tìm nguồn âm thanh không. Trò chơi 3, bắt trước cách một bé trẻ hoặc đặt trẻ nằm thẳng trên giường và điều khiển khoảng cách giữa mắt bố và bé khoảng 20cm mặt đối mặt với trẻ, mỉm cười và nói chuyện. Sau đó trẻ sẽ nhìn chằm chằm vào bố. Sau đó bố quay mặt sang bên kia để mắt bé nhìn theo mặt bố, di chuyển trái phải hai hoặc ba lần. Cách 2, nhìn bé trong phạm vi tầm nhìn của bé. Sau đó nhẹ nhàng mở miệng thè lưỡi giống như làm mặt nhăn nhó sẽ thu hút ánh nhìn của bé và lặp lại động tác này nhiều lần có thể ban đầu bé nhìn bạn như thể đang nhìn một thằng cha dở hơi. Nhưng đừng nghĩ nhiều, bé chỉ đang nhìn chằm chằm và bé vẫn chưa thể kiểm soát tốt biểu hiện của mình mà thôi. Trò chơi 4 Bài tập ngẩng cao đầu mục đích của trò chơi là thúc đẩy sự phát triển của cơ cổ và cơ lưng để bé có thể ngóc đầu lên sớm hơn. Vì tương tác này đòi hỏi trẻ phải nằm sấp nên tốt nhất bố nên thực hiện trước khi trẻ bú. Cho bé nằm sấp hai tay ôm hai bên đầu của bé, sau đó giữ đầu bé về vị trí đường giữa lúc này bố hãy để bé nhìn thấy đồ chơi trong tay rồi nhấc đồ chơi lên trên cao để bé ngẩng đầu lên nhìn theo khi bé cố gắng ngóc đầu lên bố dùng tay vuốt ve lưng bé để giúp bé thư giãn cơ lưng